지 햇살과 모닝콜 너와 시작하는 하루. Hello anh em, thằng Long Movie xin chào anh em ạ. Hôm nay mình giới thiệu cho anh em là đi cái hoạt động áp đặt nha anh em. Đi động áp đặt để mình kiếm đồ, thứ nhất là đồ, thứ hai là ngọc nha anh em. Và thứ ba đó là có những cái hộp hình phù ha. Chung là cái này mình giống như mình đi săn đồ với anh em. Thay vì mấy cái game khác thì nó săn boss. Thì cái này cũng tương tự vậy đó anh em. Cũng gần giống vậy đó. Thì hôm nay là ngày để dặn anh em, cái dặn anh em là mình hãy nhắn tin cho anh em, mình ít YouTube á, để anh em ủng hộ mình nha. Thì hôm nay là ngày 23, thì bắt đầu ngày 24 là ngày Noel nha anh em. Thì ngày 24 là mình sẽ đi hoạt động những cái này, là sẽ rất là nhiều quà nha. Tại vì bên thằng Long, gọi là admin thằng Long đã thông báo rồi, là ngày mai, là tức là ngày 24, anh em tranh thủ đi những cái hoạt động như thế này đó. Và những cái áp bá nè, để mình tranh thủ mình nhặt đồ nha. Thì ngày mai là mình sẽ mình sẽ đi cái ác bá nha, để cho anh em thấy được để nhặt đồ như thế nào ha. Đó, tại vì cái khuya giống như cái này là thay vì cho anh em cô đê, nhưng mà không có cho cô đê cho anh em. Thì lấy cái này để cho anh em đi hoạt động đó, để khích lệ anh em á. Mong anh em là ủng hộ kênh game Thằng Long Mobile nha. Như đăng ký kênh nha anh em, đăng ký kênh và một lượt chia sẻ và một cái like ha. Thì mấy cái đó là miễn phí nha anh em, tất cả đều miễn phí hết, không có tốn tiền anh em. Anh em chỉ click chuột là giúp cho mình một cái đăng ký là ok rồi đó, để cho mình có động lực làm những cái video tiếp theo. Thì mai mốt á, mình sẽ làm một cái video để anh em cài vàng, và thứ hai là cài cấp như thế nào mà cho nó hợp lý, cho nó nhanh đó. Rồi làm cách nào để có vàng để mình xài, mình sử dụng học tâm pháp hay là mua đồ hay như này kia đó. Thì clip sắp tới mình sẽ triển khai làm những cái clip đó để cho anh em hiểu được thêm cái game Thần Long này. Thì cái game này á, đặc biệt có một cái nữa là anh em có auto tự đánh, tự nhặt đồ, tự bơm máu luôn. Khi anh em nào mà nói chung là không có thời gian nhiều thì mình hơi có thể treo máy là mình sẽ auto, tự auto luôn nha anh em, rất là tiện lợi cho anh em. Thì cái game này nó hay hơn bên trên PC là chỗ đó đó. Thì PC là mình phải tải cái auto về, còn này là có sẵn luôn anh em, khỏi cần tải gì hết. Trong đây nó đã có hết tất cả rồi, anh em chỉ vô chỉ luyện việc là cài thôi đó. Cài em chiến đấu thôi. Và có những con bét rất là dễ thương nha anh em. Đó, anh em thấy không? Đi nguyên một cái mặt ti vậy đó. 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 Có những con bét rất là dễ thương nè. Đó, có con thỏ của mình nè, con gấu nè. Rồi con hổ nè, thấy không? Có con chim cánh cụt đó anh em thấy không? Đi nó con chim cánh cụt đó chạy qua rồi đó. Đó, thấy là dễ thương không? Đó, đồ quả rất là đẹp nha anh em. Đồ quả rất là đẹp. Mình rất thích cái game này là ở chỗ đồ họa đẹp, hoạt động đồ cũng nhiều anh em, nhiều bạn bè lắm, mình được kết nối nhiều bạn bè nữa anh em đó. Với cái hai nữa là người ta tiện lợi lắm, tiện lợi cho anh em mình trên điện thoại. Ngày xưa thì chơi PC không phải anh em, mà không có điện thoại nữa nha. Thì hôm nay được chơi trên điện thoại rất là tuyệt vời.
chung là chơi thì chơi gì đam mê thôi anh em à. Ok, là nói gì mình chỉ tâm sự với anh em như thôi, phần còn lại là anh em thấy không, đồ quả rất là đẹp, cái người nữ cũng đẹp nữa. Game này có thể cưới nhau được nha anh em, tức là người nữ và người nam sẽ cưới nhau trên đây luôn, và nó sẽ có thêm một những cái hỗ trợ rất là hay nha anh em, rồi họ gọi là hỗ trợ phu thê á, búp máu cho nhau nè, rồi búp nội công ngoại công cho nhau nữa anh em à, rất là ok. Đó, nó nhiều tính năng lắm. Mình sẽ giới thiệu, mình sẽ sau này mình sẽ làm những cái video giới thiệu từ giai đoạn đó cho anh em, để cho anh em, những anh em nào mà đã từng chơi rồi thì mình không có nói ha, những anh em nào chưa chơi đó, đó thì sẽ trải nghiệm game này rất là tuyệt vời. Mình đánh hết 30 con nha, 30 con này xong rồi mình mới vô ăn được boss nha anh em. Ăn boss thì anh xui, cũng khi cũng có bọc, cũng khi cũng không có gì chân nha, có khi cũng có đồ ngon. Hồi nãy là mình đã đi hết một con rồi, một con boss rồi, cho nên nãy mình có lượm được một món đồ 4 sao anh em, 4 sao, nhưng mà nó không đủ dòng đó, nhưng mà nó cũng vẫn ngon. Đồ 4 sao rồi nó ngon hơn đồ full thì nó chỉ kích dòng thôi, kích dòng kích máu thôi, chứ nhưng mà cái cộng của nó không bằng, cộng nó không bằng đồ chế. Game này với đồ chế là ngon anh em. Mình cũng chưa có làm gì hết á, mình chỉ cài cấp thôi, khi nào lên cỡ full cấp là 69, tại giờ chưa up đát là cấp 89, vậy hiện tại giờ là cấp cao nhất là 69 nha anh em, thì mai mốt là sẽ up lên là 89. Thì lên 8x thì mình sẽ kiếm đồ bộ đồ 8x mặc thì nó mạnh hơn. Còn hiện tại giờ nếu anh em mà xài đồ 6x thì để gắn đợi lên 8x thì họ thay bộ đồ mới. Khi thay bộ đồ 8x rồi đó là mình xài lên tới 9x. 8x lên 9x. Đó, đó là tức là lên 99 đó. Từ 89 là xong là một giai đoạn. Vì hết giai đoạn 89 là tức là nó lên cấp được 99. Thì game này cao nhất là 119 nha anh em. Cao nhất là 119. Giờ thì đang đánh con boss này nó cũng đánh cũng hơi mệt đó anh em à. Bây giờ anh em mặc ti vô phải mặc ti đủ nha, 5 người nha. Đừng có mặc ti thiếu người quýnh nó mệt lắm. Mà nó chậm đó. Boss này thấy như châu bò lắm. Mình xưa không biết chơi là vô quýnh mấy boss này, boss đập banh chạnh chạy như mặc ti bỏ chạy hoặc là chết lên chết xuống hoài luôn. Ở đó không biết chơi. Sau một thời gian bị ngu rồi đâu mới có khôn ra. Đó là bắt đầu mới mặc ti đủ người, rồi có nga mi búp máu đồ đầy đủ hết trơn rồi là mình mới vô mình săn đó. Thì nó ổn định hơn, nó an toàn hơn. Game này để mai mốt có ai đám cưới đó rồi mình sẽ vô, mình sẽ review cho anh em coi ha. Đẹp lắm, mấy người thử đẹp lắm. Được có cái là anh em mà mới chơi thì được nhận được 11 cái code. 11 cái code đó thì nó rất là nhiều quà nha anh em. Thì trong đó tôi thích nhất là cái, nếu mà mấy người nữ á, mấy phái nữ thì sẽ thích làm những cái nhộm tóc nè, đổi khuôn mặt nè, rồi nói chung đủ thứ à. Ok, đã xong con boss nha anh em. Thì mình cũng không có lụm được cái gì luôn. Boss này mình bị mít nha. Thì hy vọng ngày mai là mình sẽ đi săn nhiều vô để mình có được nhiều quà. Và chúc anh em nhiều sức khỏe nha, coi video của mình nha. Nhớ đăng ký kênh và cho mình một like nha anh em. Rồi bye bye anh em.